Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây à? Ui giời ơi em ơi, đây à? Lên 3 điểm số nha em. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Thì cả đã có cho mình được một mạng đầu tiên nha anh em. Ok. Rút đồ cái đã nhá. Công nhận là nhiều đồ ngon nhỉ anh em. Ok mọi người đây. À, kẹo sẽ cần lượng thêm đạn súng trường nha các bạn ơi. Đơn giản là bởi vì là đạn súng trường hiện tại mình đang ít quá. Đó. Let's go nào các bạn. Vì cái ba lô này, ba lô 2 thì kẹo không thể lượng được nhiều đồ ấy. Ất cua đứng hình rồi anh em ơi. Không biết là bây giờ thì kẹo sống hay chết nhỉ. Ui, không thể tin nổi. Vẫn đang còn sống cả. Thế thì ghê rồi. Máy mình thì chơi game nó hay bị lỗi đứng hình này lắm anh em ơi. Thề với anh em luôn. Ok. Đã có được một kẹo ngắm 1x nhá. Quá ổn. Let's go nào mọi người ơi. Qua phía này con nào. Mình đang còn khá là nhiều máu nên là sẽ để cho nấm nó tự cộng vào máu nha anh em. Đấy, cho vạch EP nó tự cộng HP luôn. Đỡ tuần máu nha. Let's go các bạn. Với 8 túi cứu thương thì quá là ổn rồi nha em ơi. Và anh em sẽ không cần phải lo nữa. Đã có được giáp 3 này, mũ 3 này. À, hiện tại đã có được cả ba lô 3 luôn. Tuyệt vời. Khởi đầu trận với những cái trang bị như này thì quá là ổn rồi anh em. Qua bên này con nào anh em ơi. Kẹo đang tính là sẽ kiếm lấy một chiếc xe đi săn mạng cho dễ. Ok. Hẳn là mũ 3 mới luôn. Quá ổn nha các bạn. Tranh thủ thì kẹo sẽ loot thân đồ nha anh em. Ở đây hả? Không có ai cả. Let's go các bạn ơi. Comment này con nào mọi người. Nếu mà có xe ấy, thì chúng ta sẽ săn mạng một cách nó khá là dễ thôi nha em. Thôi kệ, mình sẽ chạy xuống phía dưới đây coi nào mọi người. Hello các bạn nhá. Và chúc các bạn có một cái buổi tối xem live vui vẻ nhá. Ok, anh em đừng quên đó là hãy follow cũng như là chia sẻ là chim để ủng hộ cho kẹo nhá. Bạn nào chưa follow thì follow ngay nhé. Xin chào anh em. Đây, đổi qua Scar này anh em. Uầy, tuyệt vời. Thế là kẹo đã có được một kẻ bán súng Live 3 thì trang bị vào luôn MP40 ấy. Thế này thì hơi kinh rồi các bạn ơi. Mỗi tội là chưa có xe ngon nên là kẹo đành chạy bộ vậy. Không có xe ngon thì đành chạy bộ chứ biết sao giờ anh em. Vâng, hiện tại thì mình đang trang bị cái ba lô quái thú vũ trụ này anh em. Nhận được từ mãi hôm nọ rồi cơ. Nhưng mà ngày hôm nay thì mới trải nghiệm cho anh em xem. Anh em thấy cái ba lô này nó ngầu không ạ? Kẹo thấy nó khá là ngầu nhá. Sắp tới thì chuẩn bị là có thêm cái thẻ vô cực mùa mới nữa nha anh em. Anh thì ở quận Hoàng Mai, Hà Nội em ơi. Let's go, và quan trọng là kẹo sẽ phải kiếm xe. Sau đấy là chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nhá mọi người. Úi dồi ôi em ơi, bị cận mà vẫn ham chơi Free Fire hả em? Mẹ em bảo cận 2 độ khỏi chơi Free Fire luôn. À đâu, giảm xuống chỉ còn 1,5 giờ. Đậu xanh từ từ để anh cứu mạng đã em ơi. Đang mày mải là kiếm mạng nha em ơi, nên là không để ý comment của anh em gì cả. Phát hiện ra khu này nó hơi bị vắng ấy. Ok, let's go. Người đâu nhỉ? Tầng 1 hả? Chỗ này à? Kẹo không có thấy người đâu nha em ơi. Pha này hơi can đấy nha anh em. Có một đứa nó chạy đâu mất tiêu rồi ấy. Ủa đây à? Ủa đây à em ơi? Mày chạy với anh à? Thằng này. Hay lắm em ơi. Hay lắm em ơi. Hay lắm em ơi. Ba quả này mà chạy đi đâu hả em ơi? Ủa ấy. What the hell, nó không sao cả. Thế thì ghê rồi. Hẳn là không sao cả. Thế thì ghê rồi. Kẹo cũng sợ đấy nha. Ui. Ôi bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi. Vụ này hơi căng anh em ơi. Cuộc chiến tay 3 này. Thế nó lại gắt quá rồi anh em ơi. Đây kẹo ngồi đây còn mà có đạn nào. Đậu xe em ơi. Ghê vậy. Ui ui. Xíu nữa kẹo đai rồi anh em ơi. Đứng tạm đây và mình sẽ quần máu có đã nha anh em. Nó lại gắt quá nhỉ các bạn. Ui ui. Qua đây bạn ơi. Qua đây bạn ơi. Đúng rồi qua đây. Ui đây câu lựa qua chỗ mình này các bạn ơi. Câu lựa qua chỗ mình này cả. Ui
Đậu xanh. Ui. Ui. Liệu choán anh em ơi. Liệu choán đấy các bạn ơi. Ghê vậy ai chơi. Như vậy thì xíu nữa kẹo đã bị đai rồi cơ. Gắt thật. Anh em thì kinh chưa. Đây mình sẽ quần màu cái đã nha anh em. Khổ mấy hôm nay bắn ghê quá làm tôi sợ đấy. Ok anh em. Thằng này nó không có đạn tử liên ấy. Giảm thanh thì kẹo có từ lúc nãy rồi cơ. Với lại thì còn một cái nòng súng 2 thì kẹo vẫn đang để ở trong ba lô nhá. Bom keo này. Ngon. Có càng nhiều bom keo thì càng tốt nha các bạn. Scope 4X thì mình cũng đã có được rồi. Lúc nãy là thằng này nó đi xe đến đây. Thế xe của nó đâu? Wow. Hẳn là xe máy cơ. Ok cũng được. Không sao cả. Có xe chạy là ngon rồi các bạn ơi. À đây. What the hell này. Đây mọi người ơi. Từ từ mình sẽ qua phía này cái đã nhá. Làm gì nhau mời. Có giỏi qua đây. Làm gì nhau mời. Nào qua đây. Làm gì nhau mời đây. Anh qua đây này. Nó đang sau thính các bạn ơi. Một quả liệu chó nha em. Một quả liệu chó nha em ơi. Ui. Mù mắt cho em ơi. Mù mắt cho em ơi. Úi dồi ôi. Mù mắt cho em ơi. Ok các bạn. Cả đã có được mạng thứ 5. Nó vô cùng là easy nha anh em. Và đây. Lợn thêm bóng keo này mọi người. Tuyệt vời nhá. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục chạy đi săn mạng thế nào nhỉ anh em. còn lại có 12 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi. Let's go nữa các bạn ơi. Lấy tạm xe máy chạy nha anh em. Cơ bản là không có ô tô đấy. Anh em thấy nghèo khổ chưa. À đậu xanh có ô tô phía trên à. Con em ơi. Ui xe này cơ à. Cậu tưởng là ô tô. Nó là cái con xe lội nước anh em ơi. Mày đứng lại em ơi. Mày đứng lại em ơi. Ui. Mày đứng lại em ơi. Xanh mộ cho em. Anh bảo rồi mà không nghe cơ. Đậu xe này em ơi. Ui. Đậu xe này em ơi. Ui. Anh bảo rồi mà không nghe cơ. Đây kẹo của máu đã nha anh em. Một cái đứa rơm rơm này thì tính gì hả các bạn. Thêm máu này. Lựu đạn này. Lựu choán anh em. Nói chung là ổn. Let's go. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi xem mạng nào. Ui. Xe máy à? Đứng lại em ơi. Ui. Đứng lại em ơi. Mày tính chạy đâu hả em. Đây anh qua với chú tôi nhá. Đậu xanh này các bạn này. Nó chạy qua phía này anh em ơi. Ok ok. Nó chạy mất tiêu rồi anh em ơi. Bây giờ là kẹo không có thấy nữa này. Cũng không có một cái con xe ngon để chạy đi săn mạng cho dễ anh em ạ. Mấy con xe máy chạy kiểu này sợ lắm. Nào mọi người. Ngoài này có ai không vậy. Ngoài này hiện tại thì kẹo chưa thấy thêm ai nữa cả nha. À ít ra là còn có xe quân đội này. Ok. Ủa ơi. Làm gì nhau. Đậu xanh làm gì nhau hả bạn ơi. Trên này à. Mình lên cho bạn xanh mộ luôn nhé bạn ơi. Hey you. Đây à. Đây à đậu xanh này em ơi. Đai cho em. Nữa hả. Ủa ơi nữa hả. Rất là nhanh thì cả đã có cho mình được mạng thứ 9 rồi nha các bạn. Anh em đã thấy gắt chưa. Có cả phóng lựu cả. Nhưng mà trận này thì kẹo sẽ không xài phóng lựu nha các bạn. À còn lại có 7 mạng nữa nha anh em. Cứ chạy qua phía này cái đá nào anh em. Trong UAV có ai không nhỉ. Trong UAV hiện tại thì kẹo chưa thấy có ai này. Có lẽ là tầm này thì mình nên chạy thẳng qua cái phía đó là phía gì đây anh em. Cánh đồng nha các bạn. Ui đây. Ở ngoài bom một xíu chắc là không xa đâu anh em ơi. Sorry anh em là kẹo lái xe hơi ngáo tí. Anh ơi qua em cho kẹo. Rồi ôi, thank you nhá. Chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Đây các bạn ơi, vào bot tôi nào anh em.
Ok. Còn lại 7 người chết nữa thôi à. Let's go các bạn ơi, bây giờ là còn có 6 đây. Lượn lờ quanh khu này kiểu gì mà chẳng có người hả các bạn ơi. À đây rồi. Đây à. Mày chạy đâu Hải ơi? Mày tính chạy lên tròi cả. Có giỏi lên tròi đi em ơi. Một tông và lên bảng điểm số luôn nha em. Thanh niên này tuổi gì hả em ơi? Ok các bạn ơi, let's go. Chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng thôi nhé. Năm mạng cuối này mọi người ơi, cố gắng kiếm top 1 luôn nha. Đây kẹo lượn lờ qua phía này con này, chưa thấy ai cả đâu ấy. Wow, hẳn là không một ai cả. Buồn ghê ta anh em. Từ từ nha. Kẹo nghĩ là chỗ này có thính này, kiểu gì chỗ nó cũng sẽ qua lượm này. 5 mạng nữa thôi mà anh em. Cái khu này thì sao nhỉ? Khu này thì kẹo cũng chưa thấy người đâu nhá. Thôi kệ, chúng ta chạy ra phía này một xíu nhá. Hello, ở đây có ai không nhỉ? À, có xe mới các bạn ơi. À không, đây nó là một cái con xe mô hình thôi, đâu có sai được đâu. Đây anh em. Như vậy là còn khoảng là vài giây nữa thì Bo sẽ thu lại nha các bạn. Và kẹo vẫn đang tích cực đi kiếm người nha mọi người. Cứ lận lờ quanh cái khu này kiểu gì mà chẳng thấy người hả các bạn ơi. Quan trọng là chúng ta thấy người sớm hay muộn mà thôi. Độ xanh ngoài này thì kẹo chưa có thấy ai hết các bạn ơi. Wow, thế là chúng nó đâu cả rồi. Thế này thì mình cũng chịu. Phía dưới này có không vậy? Lore này có không vậy? Kẹo chưa thấy ai đâu anh em ơi. Anh em đã thấy được thêm ai chưa nhỉ? À đây. Ui, lướt qua nhau như người xa lạ. Đậu xanh màu lại các bạn ơi. Có người ngay khu này nhé. Đậu xanh em ơi, lên bảng điểm số nhà em. Lướt qua nhau như người xa lạ hả em? Hình như là chỗ này vẫn đang còn có thêm một đứa nữa thì phải anh em ạ. Đây, cả đang cố gắng chạy xe và săn nốt 4 mạng cuối này các bạn. Lượn qua phía đây một xíu cơ nào. Chưa thấy người anh em ơi. Ở đây khả năng cao sẽ có người nha các bạn, nhưng mà không có này. Không có thì đánh thôi vậy. À đây, bên trên này đang bắn nhau rất là căng nha các bạn ơi. Xử nhau căng thế nhỉ anh em. Ok ok đây. Xử nhau căng thế nhỉ em ơi. Đây các bạn ơi, mình nạp đạn cái đã nhá. Let's go nào mọi người. Xe chạy vào đây, mình sẽ phải chạy lách qua một xíu này. Không lại mắc kẹt xe bây giờ. Ủa ơi, người đâu người đâu? Đây à? Người đây à? Ui người đây à? Ui người đây à? Tuổi gì em ơi? Đừng tưởng là chơi kẹo mà dễ nha em ơi. Ok, 15 kill rồi các bạn ơi. Và hiện tại thì kẹo đang có đó là 27 mắt xem nha mọi người. Bây giờ là chỉ còn lại một mạng cuối cùng nữa thôi. Và đây sẽ là cuộc chiến 1v1 giữa mình và thanh niên cuối cùng. Wow nha em ơi. Thằng cuối đâu? Mày đang ở đâu vậy thằng cuối? Anh mà tìm thấy chú là chú sanh mộ với anh rồi nhá. Anh em thấy thằng cuối chưa nhỉ? Ui, đã bị hạ luôn cả. Ăn mừng nào anh em ơi. Trời ơi, đã bị hạ vì bo cả. Tuyệt vời. Top 1 rồi các bạn ơi. Ok, như vậy là trận đấu này thì kẻo đã có được một trận top 1 với 13 kill nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.